Tìm nhất chính hãng hãy đến Shop Hai Bánh, nơi chuyên cung cấp các dòng nhất chính hãng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng cho các dòng xe máy. Ở đây có nhiều loại nhất từ giá bình dân cho đến cao cấp, quy trình thay nhất chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng xe của người tiêu dùng. Thì bản thân em thì cũng ngày xưa đi bán vé số ngoài đường anh, kiểu là cũng thấy người ta đi mô tô kéo ngang qua, ngày xưa là vé 1.000 thôi, là đã lúc mà khi họ kéo là mình đã thấy đã rồi. Thì từ đó mê anh, mê xong rồi em cũng đi nghĩa vụ về. Xong mà làm nhiều nghề lắm, chưa hẳn là làm về xe chứ đâu. Ngày xưa là em còn làm quần áo nè, rồi vẽ giày, custom giày này kia, đồ bán giày cũ nữa. Xong rồi mới rẽ qua hướng làm xe này. Thì làm thì mới hay yêu nó, mới hay chơi bên đó giờ. Ngay cả ngày xưa là em còn mở tiệm làm detailing nữa, nhưng mà do là dịch bệnh anh thì em cũng đã khép lại nó để đi làm một cái nghề xe, nhưng mà làm nghề sale cho Honda chứ không còn làm về độ xe nữa. Anh em thấy trên kênh YouTube của Hai Bánh á, những cái món đồ chơi mà xịn sò thì nó không gọi là quá khó để anh bắt gặp nữa. Nhưng mà đằng sau đó, những cái câu chuyện mà tại sao chủ xe họ chọn những cái món đồ chơi đó, họ chơi chiếc xe đó, những cái câu chuyện liên quan tới cái đời sống của họ thì đôi khi anh em rất thích. Giống như ở Việt Nam mình thì giống như những chị em phụ nữ ngồi tám với nhau vậy á, thì tại sao mà họ thích những cái đó, họ thích những cái câu chuyện đó. Thì ngày hôm nay cũng rất là may mắn thì liên hệ được với em Thiên Vinh. Thì hiện tại á, lý do quy quay á, là em ấy đang sở hữu 4 chiếc xe. Và mỗi chiếc xe sẽ là một cái câu chuyện khác nhau. Và mỗi chiếc xe nó sẽ đều có một cái quá trình để tại sao em ấy chọn chiếc xe đó, chơi chiếc xe đó và đồng hành chiếc xe đó cho tới thời điểm hiện tại. Thì trước khi bắt đầu clip này thì em có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết á, là hiện tại thì em đang làm công việc gì? Dạ, thì hiện tại em đang làm cho sale Honda. Em làm cho Honda Hoàng Việt. Cái thứ hai đó là em kinh doanh kiểu mua bán xe cũ á, kiểu là bất cứ xe nào, ví dụ tay ga, xe số hoặc là những dòng xe phân khối lớn là chủ yếu. Thì em thâu lại những của anh em không cần thiết, họ không sử dụng nữa, thì em lấy về em kinh doanh lại. Ngoài ra thì ví dụ có anh em nào mà nhận dọn xe, chế nhựa này kia thì em vẫn hỗ trợ anh em làm cái đó. Nhiều nghề dữ vậy. Với lại tối ở ngoài quận 5 á, anh thấy em đứng đó đừng bất ngờ nha, em cũng hay cầm nón bảo hiểm đứng đó kiếm thêm. Cầm nón về, cầm nón về chứ đổ xe mà. Cầm nón bảo hiểm, cầm nón bảo hiểm. Ok, thì ngày hôm nay anh sẽ muốn em chia sẻ đôi chút về cái cuộc sống chơi xe của mình từ trước đến nay. Thì hiện tại anh em cũng thấy là Vinh đang sở hữu tới 4 chiếc. Và em có thể kể cho mọi người cùng biết, chia sẻ cho mọi người cùng biết đó là cái chiếc nào em sở hữu đầu tiên và cái cơ duyên nào em sở hữu nó, cũng giống như là cái lý do gì mà khiến em mê một chiếc xe. Thì đầu tiên á, thì là hiện tại như con kế bên anh nè, là con KTM đúc 2014. Hầu như đặc điểm chung của những con xe mà em chơi á, là nó đều không có ABS hết. Tại vì em thích cái cảm giác thắng không ABS hơn là có ABS. Như con này á, là ngày xưa là do em giống như ngày xưa chắc kinh tế mình cũng không được nhiều anh. Mà em đi bên quận 7 thì em thấy kiểu như một chiếc xe màu cam cam mà nó đặc trưng ở ngoài đường, mà lại móc đầu đi ngang công an nữa. Cái em thấy nó kiểu khác biệt, khác bọt quá. Gặp cái anh đó, anh chạy cũng chiến nữa. Xong em về em mới tìm hiểu thì ra nó là dòng kiểu KTM của nước Áo. Thì ở Việt Nam mình anh cũng biết là nó ít được ưa chuộng lắm. Nếu mà so ra ví dụ như là ở thời 2014 á, chắc thấy một hai chiếc ngoài đường là nhiều rồi. Còn cho đến thời điểm hiện tại nè, ngay cả những khi mà có những idol chơi những dòng xe này rồi á, mà nó còn không được nổi tiếng bằng những con như là MT15 nè, hoặc là XSG này kia, thì người ta ưa chuộng hơn. Chứ con này hiện tại thì mặc dù là đã cũng năm 2023 rồi, tới bây giờ là chắc 10 năm rồi đó, nhưng mà số lượng nó ngoài đường cũng vẫn còn hạn hẹp lắm anh. Kiểu mà dù đã có phiên bản mới cập nhật lên, anh nói chung là phiên bản mới nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Đúng, đúng anh, chính xác anh. Có thể là do người tiêu dùng ấy, họ quen với cái thương hiệu, họ bị cái thương hiệu nhiều hơn là họ tìm hiểu những cái khác mà trên một chiếc xe đó. Giống như KTM thật sự là cũng có rất nhiều cái hay để mình nói tới ha. Đó, đề ba của nó này nọ rất là ngon luôn. Và đôi khi em là cũng là một người do lần đầu tiên em gặp thì em thấy người ta bốc đầu rồi kiểu cảm giác là khi mà em muốn mua chiếc này á, em có suy nghĩ, đôi khi em có bị với suy nghĩ đó không, là em muốn mua về em sở hữu nó rồi xong rồi em cũng muốn tập bốc đầu. Đúng không? Cũng có. Cái là cái sở thích của mình đó.
Với lại là một cái điều đặc biệt là nó khác biệt anh, kiểu như mình sẽ ít bị đụng hàng khi đi ngoài đường anh. Dạ, còn em thì em để độ hay một phiên bản khác của em nữa thì nó lại khác người ta nữa. Với lại cái con này anh Huy, là một phần hay á là do là lúc đó em mới chơi mô tô luôn, em còn không biết kiểu biển số xe làm sao hay là bấm như thế nào hay là độ xe làm sao. Nhưng mà một mình một chốt đi xuống Bình Dương mua xong rồi tháo biển rút gốc ở đó xong rồi chạy không biển số về. Rồi con này cũng là một kỷ niệm đẹp, là cái biển số nó bấm là ngay cái ngày sinh với năm sinh của bạn gái em, nên là em giữ tới giờ sẵn em độ cho bạn gái em chạy. Hiện tại bạn gái đang chạy chiếc này luôn. Đúng rồi, bạn gái em là cũng chạy winner đi làm, với lại đi chiếc này thì lâu lâu để lấy đi chơi. Em vậy là chiếc này là chiếc nào cũng có thể là sau này cũng rời xa mình, chiếc này là không. Dạ đúng rồi, chính xác, chiếc này là chắc chắn không bán. Ở đây anh thấy nha, em tới hai chiếc mô tô và chỉ một chiếc côn tay và một chiếc xe ga thôi. Thì anh nghĩ là cái mức độ mà đam mê xe mô tô của em á, cái tỷ lệ nó sẽ nhiều hơn là những cái dòng xe khác. Thì em có thể chia sẻ cho anh đôi chút lý do bắt đầu từ đâu không? Cũng một phần anh, ngày xưa mà để ở Việt Nam mà anh em mình mà có một chiếc mô tô chạy á thì là nó là một điều rất là quý. Ngày xưa mà anh phải cần bằng A2 nè mới chơi mô tô được, rồi mới mua được mô tô, rồi phải đặt từ nước ngoài về, thuế cao, với lại là phải tham gia hội đoàn này kia thì người ta mới cho anh mua. Đúng rồi, không giống như bây giờ nó sẽ đại trà. Thì bản thân em thì cũng ngày xưa đi bán vé số ngoài đường anh, kiểu là cũng thấy người ta đi mô tô kéo ngang qua. Ngày xưa là Z1000 thôi, là đã lúc mà khi họ kéo là mình đã thấy đã rồi. Thì từ đó mê anh, mê xong rồi em cũng đi nghĩa vụ về. Xong mà làm nhiều nghề lắm, chưa hẳn là làm về xe chứ đâu. Ngày xưa là em còn làm quần áo nè, rồi vẽ giày, custom giày này kia, đồ bán giày cũ nữa. Xong rồi mới rẽ qua hướng làm xe này. Thì làm thì mới hay yêu nó, mới hay chơi với nó tới giờ. Ngay cả ngày xưa là em còn mở tiệm làm điện thoại linh nữa, nhưng mà do là dịch bệnh anh thì em cũng đã khép lại nó để đi làm một cái nghề xe, nhưng mà làm nghề sale cho Honda chứ không còn làm về độ xe nữa. Có nghĩa là cái cơ duyên của em cũng hơi bị may mắn. Nó khúc đầu đi bán vé số thì nghe cảm giác là nó thấy bây giờ em nó giống như là nhìn vào á là một người nó rất là thành công thành đạt rồi. Anh thấy cá nhân anh thấy là như vậy, cá nhân Huy thấy là vậy đúng không anh em? Đó. Thì bây giờ á, may mắn đối với anh đang thấy á, là em sống đúng cái đam mê của mình là chơi những chiếc mô tô và làm đúng cái công việc yêu thích của mình. Bán mô tô, dọn mô tô và kể cả là seller của Honda Moto Bitbike. Một cái cũng rất là hay ha. Đó, một cái cơ duyên mà nó đến, mọi thứ nó đúng với cái mà đam mê của mình luôn. Đó. Với lại là một phần á anh, là kiểu cũng những người bạn xung quanh mình, kiểu người ta hay nói cái câu là muốn biết người đó sao thì chơi với những người bạn của họ là sẽ biết người đó sao. Thì xung quanh em cũng có những người anh em trong team thất nghiệp, thì họ cũng là những người mà chơi những dòng xe phân khối lớn 1000 giống em. Nhưng mà con xe của em thấy nó có thể là dùng cái từ mà khó nghe xíu là nó giống như là nó gần như là rẻ nhất của trong đám em chơi. Những người bạn em chơi là hầu như họ đi những dòng Superbike không, những dòng như là H2, cá voi, cá mập mà bản độ full hết luôn. Hầu như là độ khoảng 700-800 triệu không một chiếc. Hầu như chiếc em thì là chiếc mà em học hỏi từ họ, em cũng từ từ chơi lên thôi, chứ nhiều khi cũng khó khăn. Mà nhiều khi dù mấy cái đồ chơi cũ này nè, em đi săn lại từ những cái xe khác hoặc là những món đồ mà họ lên rồi, rồi họ kiểu là anh em sang qua sang lại để chơi, thì từ từ mình lên từ từ á thì nó full xe luôn anh, vậy không? Thì cái dọn từ từ nó vẫn đã hơn là cứ để một đống tiền ra đập lên cái mộc. Nó rồi, cái cảm xúc nó không có nhiều đâu anh em. Và cái cơ duyên nào mà để em chọn chiếc vé 9R này? Con vé 9G này nếu mà đúng á thì là hồi xưa là em sẽ lấy nó về bán chung với một thằng em của em. Là ngày xưa là để lấy về bán, nhưng mà thực tế khi mà cầm chạy từ Hóc Môn á mà chạy về đây lại á thì nó quá ngon. Nên em về quyết định em độ em chơi, em chơi giữ tới giờ luôn. Căn bản nó khác biệt nhất là nó chỉ có một chiếc duy nhất ở Việt Nam thôi. Là em đã check gốc từ công an bộ giao thông này kia được luôn á, nó chỉ có một chiếc thôi. Và nó không có chiếc thứ hai ở Việt Nam. Và đặc biệt nó là bản xăng cơ. Bởi vì tiếng bô của nó với lại tiếng nạp của nó chạy rất là khủng. Thì lát em cho anh Huy coi mấy cái clip mà em chạy với con này giật với mấy xe khác. Thì đó cũng là sự khác biệt. Với lại anh thấy ngoại hình của nó nhìn nó cũng dị hợm nữa. Cái này là do em độ lại rồi. Còn cái bản zin của nó, bản ZX mà 209 của nó là kiểu nó hơi bầu bầu xíu, giống mấy cái con NXG anh, kiểu nó vuông vuông hợp hợp anh. Giống nó bầu giống như con 6R luôn đúng không? Đúng anh, đúng anh. Giống 6R. Con này là kiểu nó là một trong những cái con mà bốn máy đầu tiên để sản sinh ra mấy con ZX10. Nó là ZX9, nó là con bốn máy đầu tiên luôn, gần như là đầu tiên để nhà Kawa họ đưa mắt ra ZX10 ở thị trường Việt Nam mình. Như em chia sẻ bây giờ á thì anh thấy em là một cái người mà mua xe và chơi xe rất là hợp lý luôn. Nhưng mà có khi nào em nghĩ là
cái việc mà mình mua một chiếc xe mới xong mình mới mua một thời gian á, cái mình bán nó bị lỗ á, thì cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào, nhưng mà mình có khó chịu cái vấn đề đó hay không? Nếu đúng chiếc xe mà em thích đó nha. Dạ. Thì cái câu hỏi này á, thì trong cái lúc mà em làm về mà trong Honda Beat 3 hàng Việt á, thì cũng nhiều người thắc mắc hoặc nhiều người hỏi em, ví dụ là họ sẽ phân vân giữa dòng xe cũ mà giá tốt, ví dụ như nó cách khoảng 1-2 năm thôi, cũng là mẫu xe đó nhưng mà cách 1-2 năm, hoặc là mua một dòng xe mới, thì em sẽ luôn cho bản thân mình và họ một câu trả lời đó là mình mua con xe đời mới thì ra đường á là người ta sẽ biết mình chạy con đời mới là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình thỏa mãn cái đam mê mình ở thời điểm đó. Và nếu mà thực sự mà kinh tế mình dư á thì mình nên mua một con xe mới để cho kiểu mình khỏi phải đắn đo về cái vụ là cái chiếc xe đó có tốt không, xe có đâm đụng chết người không. Thì còn một con xe cũ thì mình phải gành về xe thì mình mới sử dụng nó tốt, hoặc là những cái nơi bán xe uy tín thì mình mới tin tưởng mình mua của họ. Thì ví dụ như là em cũng từng mua một con Winner độc thùng của nhà Honda, nó là con Winner V1 anh Huy, là thời điểm em mua nó là khoảng 60 triệu, mà em nói anh là em mua từ hồi như tháng 6, tháng 7, 2016 á, thì khoảng 2 tháng sau thôi là nhà Honda giảm nó xuống khoảng 14-15 triệu, thì nó còn khoảng 4 mấy triệu độc thùng thôi. Thì em nói anh là em cũng không tiếc, tại vì căn bản á là khi em mua nó giai đoạn đó, thứ nhất là người ta thích Accenter hơn, kiểu nhà Accenter là mạnh hơn hay là kiểu nét đẹp hơn, rồi nhiều người đi hơn, thì em cảm thấy là em cũng không thích sự giống người ta, em không muốn giống người thì em mua con Winner này. Thì em mua nó xong là nó là cục máy A01 luôn. Tới thời điểm hiện tại là em chưa bỏ 1.000 đồng nào cho cục máy của nó hết. Hiện tại là nó gần 60.000 cây anh, mà em vẫn không làm gì nó bên trong hết, em chỉ đợi dọn ở ngoài thôi để đi làm thôi. Thì một sự khác biệt mà mình bỏ ra khoảng 10 mấy triệu để mua một cái đi đầu, một cái xu hướng, một cái gì đó mà mình đi ngoài đường ai cũng hỏi mình, thì em vẫn thấy ok, vẫn cảm thấy có gì đó nó không có tiếc gì hả. Nó hơn là một cái trải nghiệm tiết kiệm. Ở đây nó sẽ là một cái trải nghiệm thú vị và một cái trải nghiệm gọi là đi đầu. Đó. Cũng một cái trải nghiệm phải nói là rất là thấy là cảm giác rất là đã. Nãy giờ anh em mình nói về chủ yếu con ZX nhiều nè, với lại con KTM nhiều nè. Đó, Winner nó cũng mới mé thôi, nhưng mà xíu anh em mình sẽ quay lại. Anh muốn cái con cuối cùng mà anh em hiểu được là tại sao em chọn nó luôn là con Vespa. Bởi vì thật sự á, Vespa độ bây giờ ở cộng đồng cũng đang phát triển rất là mạnh luôn. Nhưng mà đối với những người tiêu dùng á, thì họ nghe từ ở trên Facebook đi, trên YouTube đi, thì cái suy nghĩ của họ là chơi Vespa á, thứ nhất là vừa mất tiền, thứ hai là phụ tùng á, bảo dưỡng cũng rất là tốn kém, và thứ ba á, là đi thời gian thì nó mau bị xuống máy. Nhưng mà thật sự khi mà mình chạy cái chiếc Vespa á, nó giống như là SH vậy á, nó có một cái tượng đài riêng anh em. Nó kiểu mà rất là sang trọng và nam nữ đều chạy được. Rồi cái lúc mà em mua chiếc Vespa này á, thì em có phân vân với một chiếc xe nào khác không? Cũng có anh Huy. Kiểu ngày trước là em đặt hai con lên bàn cân với nhau, là con SH350 với lại một dòng Vespa là Queen 150. Thì hai con đó là có nghĩa em nghĩ giá nó cũng xem nhau. Ví dụ như là con Vespa của em mua thì khoảng 110 đập thùng, SH350 để nó khoảng đâu đó tầm 138-136 gì đó. Thì nhưng mà ở thị trường Việt Nam mình á, SH350 nó nhiều quá, thực tế là nó quá nhiều. Mà em cũng suy nghĩ á, ví dụ như là nó SH nó sẽ mạnh hơn con xe của em, mạnh hơn con Vespa, nhưng mà ví dụ như mà bản thân em ít dòng xe á, ít dòng xe để trải nghiệm á, ví dụ như là em không có con KTM này đi, hoặc là không có những con xe khác để mà kiểu thích chạy giật hoặc là đi tour bạo lực á, thì em sẽ mua con 350. Nhưng mà thực tế là em vừa có xe của em đam mê nè, vừa có xe em độ nè, rồi vừa có xe công ty của Honda nữa, nên là em quyết định chọn con Vespa. Cái thứ nhất á, là nó cũng sẽ ít hơn so với việc là người ta đi SH350. SH350 thì ở Việt Nam bây giờ nó quá nhiều rồi. Thì ở Thái Lan á, thì Vespa người ta được chơi nhiều, ở Việt Nam thì nó cũng mới thịnh gần đây thôi. Đúng rồi. Dạ. Thì con Vespa này là em mất khoảng 3-4 năm á, em mới dám mua nó. Ngày xưa cũng mê lắm, nhìn là lúc nó mới ra là mê liền. Tại vì cái con đời cũ á, thì cục máy nó chạy thì nó mới tệ, kiểu máy 3V anh. Còn như con bây giờ hiện tại người ta sử dụng là máy iGas nhiều. iGas thì nó bền hơn, tiết kiệm xăng hơn, không có bị gào nữa. Đó là em vẫn lựa Vespa. Dạ. Nãy giờ thì anh em cũng nghe được ha, Vinh nói về nhiều về cái quá trình tại sao chọn chiếc xe nè, về cái cuộc sống để bắt đầu đam mê và chơi xe thế nào nè. Thì bây giờ anh em cũng biết là mỗi chiếc xe của Vinh á, không những là sở hữu mà còn là đam mê độ. Đam mê độ xe cho xe nhà cá nhân của mình, rồi đam mê là làm đẹp cho xe của khách luôn. Thì ở đây có tổng cộng là 4 chiếc xe. Thì anh cũng muốn cho em chia sẻ đôi chút về những cái chi tiết mà em tâm đắc nhất trên cái chiếc xe của mình.
giống như kiểu mà anh em biết sao, đổ chiếc xe á, bây giờ là người mình quan tâm tới cái vấn đề mà cái hiệu năng hiệu suất nó như thế nào lắm. Đẹp là một chuyện, nhưng mà gắn lên xe nó có cái gì đó để hay hay không cũng là một cái chuyện mà mọi người quan tâm nhiều lắm đó. Cho nên thì em có thể chia sẻ bắt đầu từ chiếc ZX trước đi. Dạ. Thì con ZX này cũng giống như em nói với anh á, thì ngoài cái sự mà khác biệt và độc nhất của nó ở Việt Nam á, thì cái điều mà em cảm thấy hứng thú nhất của nó mà để em không phải bán nó mà em giữ lại chơi tới giờ anh Huy là cái kiểu cái dòng tua đầu của nó, cái cục máy của nó hiện tại nó là giống như em nói là nó xăng cơ á. Thì hầu như những xe xăng cơ á, nó khác xe FI ở mỗi chỗ á, là nó vặn là có. Đúng rồi. Cứ vặn là nó có. Thì như anh nghe tiếng bo thì cũng biết là cứ nạp là nó ra, nạp là nó ra. Thì như con này thì em cũng bên trong thì em cũng làm lại mấy cái họng xăng nè, rồi bơm xăng, kim phun, rồi lọc gió này kia, giống như dạng bô xăng lửa ở xe nhỏ. Thì con này em cũng kiểu đi dọt với mấy cái xe vui vui thôi, nên em chạy chung thôi. Thì em cảm thấy là nó mạnh, kiểu là nói dùng một cái từ là cũng với cái giá trị của nó hiện tại thì để giật với mấy con xe 1000 mà từ 2016, 2017, 2015 này kia thì nó không thua xe nào hết anh. Hầu như là nó em thấy dặn là có, cứ nạp là vô anh. Dạ. Thì cái điều tự hào mà em thấy trên con xe này nhất vẫn là cái nước đầu của nó, cái cách chạy của nó hay. Dạ. Nên là lý do em giữ nó tới giờ. Còn mà như con KTM này như anh thấy nè, thì đồ chơi thì em cũng đổ nhiều á, nhưng mà cái điều mà em thấy ưng ý nhất và ấn tượng nhất là cái dàn tay côn và tay thắng của nó. Thì dàn tay côn tay thắng này là cũng một cái dịp em thâu xe của một cái anh Hàn Quốc, là nó nằm trên con ZX10. Thì em ảnh bán lại cho em, thì em quyết định là tháo cái đó xuống để gắn lên xe của mình. Thì đây là cái cặp tay côn Vulcan với lại là tay thắng Ascot Billet. Thì cái tay thắng này ở Việt Nam em nghĩ chắc cũng giống như chiếc xe ZX của em, chắc một hai tay là cùng. Nó cũng hiếm người sử dụng lắm, em cũng không biết là do nó không tốt hay là nó kiểu giá tiền cao hay sao đó, nhưng mà em thấy nó cũng ổn định. Dạ. Thì... cái đó anh cắt em xíu là đúng là em nói á, cái tay Accord này á nhìn rất là đẹp nha. Dạ. Nhưng mà anh cũng không hiểu tại sao là ở Việt Nam mình cũng ít người chơi. Dạ. Chắc cũng một lần nữa là bị cái vấn đề về thương hiệu. Dạ. Họ chỉ quen heo Accord thôi. Dạ. Nhưng mà họ fan thì họ cứ nghĩ tới là Rambo, còn dạ, không thì cứ tầm trung là Racing Boy, Adeline này nọ. Dạ, đó kiểu dạ, như vậy đó. Ồ. Còn về fan thì sao em? Dàn chân, dàn chân của con xe này thì là em xài Rambo trước sau luôn anh. Hầu như những con xe của em thì em đều xài Rambo hết, nhưng mà có một cái là em chưa từng trải nghiệm Olin cho đến lúc em mua con Vespa. Thì em cũng làm trong Honda thì bên em cũng phân khối Olin đó, thì em cũng muốn thử thì em đã chọn 801, 802 Olin của Vespa. Thì em trải nghiệm thử trước sau thì em thấy nó cũng ok, cũng đẹp. Còn lại ba chiếc xe khác của em là hầu như em không có xài Olin, như em xài Nitron không. Dạ. Kể cả con ZX cũng đâu có Olin. ZX này nó là phục zin theo xe anh, phục zin theo xe. Em custom lại thôi, nó là phục zin theo xe. Thì con Winner của em anh Huy thì anh thấy là nó dàn chân trước của nó thì em đi mâm của da Z, và con heo của nó là em tháo thì con quỷ cái okay, em gắn ở bển em làm bát lại. Em lên dép bự. Còn ở phần dưới của con cái đĩa nó có một cái đồ làm mát đĩa của GB á, là một cặp hốc gió làm mát đĩa đó anh, là bình thường mà bên Tabu hay là bên cái shop khác họ bán á, thì khoảng 5-6 triệu một cặp. Em tháo một cái gai để em gắn vô cái chân đó thôi để làm mát đĩa. Thực tế là nó chỉ làm đẹp, làm đẹp thôi. Đúng rồi, nó cũng không có hiệu năng tại vì mình đâu có chạy mà tới mà cái đĩa nó nóng mà để làm mát đâu. Dạ. Nhưng mà đúng là cái chiếc Winner là anh nhìn nó hơi bị thập cẩm, đúng là độc lạ nhưng mà nó hơi bị thập cẩm tại vì xe đi làm. Đúng rồi, tháo. Dạ. Tháo luôn con heo của bên KTM qua. Dạ. Đó, nhìn nó cũng hay hay, nhìn nó lạ. Thì ví dụ như là trên mỗi chiếc xe á thì mình độ thì mình thấy ví dụ như mình bỏ tiền ở ngoài á. Ừ. Mà mình cho người ta độ á thì em thấy nó dễ. Còn như bản thân em á là từ lúc em mở tiệm em làm hay tới đó cho đến thời điểm hiện tại thì một món đồ trên xe thì em đều nghiên cứu nó, em coi nó gắn như thế nào, rồi em sẽ cái nào em làm được em sẽ tự làm, hoặc là em nhờ những người quen, những người chơi xe chung với em họ làm chung với em. Thì nói chung là em thấy độ nó dễ thôi, chứ mà một món đồ mà anh bỏ chiếc xám vô á để gắn nó như nào, gắn nó ở đâu thì mất thời gian nhiều lắm anh. Trong giống như là trong nhiều năm qua mà mình suy nghĩ lại á, mình phải ngồi ngoài nắng ngoài mưa, nhiều khi còn bị ăn hành dính xương này kia nè, tùm lum á, mà mình độ được nó xong mình nhìn lại nó vẫn thấy hay. Nhiều khi đi làm về thôi anh mở cái cửa ra, nhiều khi bản thân mình nguyên ngày hôm đó áp lực đi, nhưng mà mình nhìn những con xe mà mình ngồi đó mình lắng động một xíu, mình nhìn những con xe của mình thì em thấy nó thoải mái hơn, kiểu ok hơn. Dạ. Nãy giờ nghe Vinh chia sẻ thì anh em đã đúc kết ra được những cái điều gì chưa? Nhưng mà đối với Huy á, thì ở trong video clip này á, đã đúc kết ra được 3 điều.
Mà Huy nghĩ ba điều đó cũng hay. Hay đối với những anh em mà giới trẻ bây giờ bắt đầu tập tành một cái đam mê về xe. Thì cái đầu tiên mà Huy muốn nói tới anh em á, là kể cả những anh em đam mê xe nhỏ hay là xe phân khối lớn đi nữa thì nó cũng vậy thôi. Có nghĩa là khi mà mình đã đam mê rồi thì mình phải thực hiện cái đam mê đó, mình nuôi đam mê đó. Chứ không phải là mình nhìn vô một chiếc xe rồi mình đam mê chiếc xe này quá, nhưng mà mình sẽ không làm gì, mình sẽ không phát triển cái đam mê đó, nó không được. Vinh cũng đã trải qua những cái mà kiểu mà sóng gió từ cái việc mà đi bán vé số này nọ, rồi bươn chải rất nhiều công việc khác để có thể nuôi cái đam mê của mình và có được cái đam mê của mình. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Đó. Cái thứ hai là về cái việc mà chơi một chiếc xe. Nó không những là cái trải nghiệm, không những là sở hữu, không những là một cái phương tiện đi lại thôi. Và cái việc mà giá bán á, đôi khi bây giờ á, nhiều giới trẻ bây giờ á, thì kiểu bị sót á em. Dạ. Giống như là chiếc xe mình mới mua 40 triệu, bây giờ nó tụt xuống một cái một, giống như là R15 vậy á. Giống như R15 P4 bây giờ, dạ. R3. Đúng rồi, tụt cái một mấy chục triệu, sót. Như Nguyên nói rồi, lý do tại sao anh em chọn cái chiếc R3 đó, thì lúc đầu anh em như thế nào thì sau này thì mình cũng vậy thôi. Quan trọng là mình chơi, mình gắn bó, mình trải nghiệm. Có ai mua xe muốn bán đâu, trừ những anh em buôn bán xe này nọ thôi, đúng không? Cho nên thì cũng đừng có quan ngại vấn đề đó. Trời ơi, xe mình tự nhiên bây giờ mất giá quá, cái là không muốn chơi nữa. Lý do ban đầu tại sao anh em chọn nó. Còn cái việc xuống giá thì anh em dắt ra hãng rồi, tất nhiên là đã xuống rồi. Đó. Và cái cuối cùng, khi mà như Vinh vừa mới chia sẻ những cái món mà trên xe nè, những cái món chi tiết trên xe nè, mỗi một cái món đồ chơi nó cũng là một cái câu chuyện tại sao mà mình gắn lên chiếc xe đó. Không những là đẹp mà phải còn có hiệu năng. Cái việc mà mình tự đổ á, nó có cái quá trình á, nó hay lắm anh em. Những cái câu chuyện nó hay lắm. Kể cả mình ăn hành đi nữa, mình mất một cái số tiền mà gọi là hơi quá xíu, gọi là tiền ngu á, nhưng mà nó vẫn rất là đáng. Lần sau mà anh em có đụng vô cái vấn đề đó, mình có thể chia sẻ được, ơi mày đừng có vậy vậy, tao đã từng bị vậy vậy rồi. Nó cũng rất hay. Hay hơn là so với anh em theo kiểu bây giờ là cứ dọn một chiếc xe là cứ gọi là luxury, có nghĩa là full và sang trọng liền hết. Nhưng mà đôi khi hỏi tới thì cũng chưa cảm nhận được cái gì hết. Còn khi mà mình có tìm hiểu một món đồ chơi mình gắn lên xe mình thích lắm, hỏi anh em hỏi tới là mình biết mình phải nói làm sao, mình chia sẻ sau liền. Đó cũng rất là hay luôn. Đó thì trong cái buổi talk show này thì Huy thấy là ba cái vấn đề đó là ba cái vấn đề mà mình có thể tham khảo được để mình phát triển cái mà mình đang gọi là cái đam mê xe. Ok thì cũng cảm ơn Vinh đã dành thời gian để chia sẻ cho anh em những cái chiếc xe của mình, tại sao mình có được và tại sao mình chơi nó, mình giữ nó tới bây giờ luôn. Đó cũng là một cái câu chuyện rất là hay luôn. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Thì việc còn lại của anh em thì mong rằng sẽ có những cái bình luận hay, những cái bình luận tích cực nhất phía bên cái video clip này, để cho mọi người có thể biết được lý do vì sao anh em cũng chọn chiếc xe anh em đang chơi. Còn bây giờ thì Huy với Vinh sẽ chào, hẹn gặp lại anh em trong những video clip khác.